Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại Nghĩa Hành. Thì cũng đang dần hoàn thiện bức tranh 3D cho khu vui chơi trẻ em và cà phê tại huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Đây là bức dần hoàn thiện. Chào Hiếu Hồng Phạm. Chào anh Lê Quốc Vũ. Đây không gian rất là rộng mọi người. Thì bức tranh này được mình với lại một bạn nữa, bạn Đình Tuấn có Quảng Nam có về hỗ trợ trong được 6 ngày. Quay gần cảnh cho mọi người xem này. Đây. Cụ rùa mọi người. Còn bên trong nữa mà đang dần hoàn thiện. Hiện tại đuối quá nên anh em cũng đang nghỉ ngơi. Bên kia thì một số anh chị đang nhập tiệc để mỗi. Không biết là mọi người có nghe mình nói không ạ? Chào Mạnh Hùng. Chào anh Trung ạ. Chào Lăng Vũ ạ. Tranh rất là to, anh chủ này rất là tên lớn nè. Cũng đang lên dần mà to quá, cũng đuối mọi người. Bức tranh này chiều cao tầm khoảng 3m8 gần 4m. Bề ngang tầm khoảng 10m. Là riêng bức này. Chào Thanh Xuân. Đây anh Đình Tuấn. Tới giờ này thì cũng tầm khoảng 70% mọi người. Tranh to mà giai đoạn này các anh em đều bận hết, thành ra có hai anh em trên chiến à. Giờ là ngày nay là ngày thứ 6. Cảm ơn Thanh Xuân ạ. Mình nói chuyện qua tay phone, không biết mọi người có nghe được mình nói. Đây bức tranh anh em đầu tư vô cụ rùa sứa với lại bạch tuộc, cũng đầu tư rất nhiều thời gian vào mấy anh. Hello hả? Chào ship qua.
to xếp vào. Quanh luôn. Chào Hồng Nhi nha. Cũng muốn lại sớm nhưng mà chưa hoàn thiện tới đâu nên là cũng cũng dỗ lại. Lấy công nào. Cái miếng thịt heo xếp quan ơi. Cái miếng thịt ăn tết. Cảm ơn Hồng Nhi. Đây hồi sĩ lớn. Hello, dự viên. Nay già lắm sếp ơi. Chán rồi. Đánh nhìn đẹp chứ, người nay tiều tị lắm sếp. Cậu này bự rồi nha, bự rồi nha. Sư phụ đó kêu tên mình. Kêu dễ mà em. Cậu rùa này hơi cao. Bức này cao mọi người. Ừ khá to em ơi. Thấy mạng chưa sếp? Chào anh quê nha. Bên này còn bức nữa mà làm không kịp. Thành ra để qua năm nấu anh chủ qua năm mới làm. Bên này là khu cho cà phê, còn bên này là khu vui chơi cho em các bạn. Thành ra bức này tầm 130 30 mét, 30 vuông. Mình xin phép quay quay lại cận cảnh cho mọi người vào sau xem này. Đây là sứa. Thank you.
Rồi xin phép mọi người mình tắt livestream nha. Cảm ơn mọi người.